Đầu cái phần tin Việt Nam đêm nay là bản tin liên quan đến Việt Nam phạt tù 10 người do tham gia tổ chức của ông Đào Minh Quân. Vào ngày 23 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 10 người bị cáo buộc tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Đây là những người theo Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do ông Đào Minh Quân đứng đầu tại Hoa Kỳ và đã bị chính phủ Việt Nam xếp vào danh sách khủng bố. 10 bị cáo có độ tuổi từ 37 đến 67 và phải chịu mức án tù tổng cộng là 88 năm. Người có án thấp nhất là 8 năm tù, người có án cao nhất là 13 năm tù. Bản án được báo Nhà nước trích đăng cho biết, những người này tham gia vào tổ chức phản động khủng bố mang tên Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do ông Đào Minh Quân cầm đầu. Báo Nhà nước trích dẫn bản án cho biết, những người này sử dụng hành vi tuyên truyền trên mạng xã hội để chia sẻ những bài viết không có căn cứ, không có cơ sở của các thế lực thù địch viết về chính quyền Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, các lãnh tụ lãnh đạo đảng và nhà nước, về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, các chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, nhà nước Việt Nam. Cũng theo bản án, những người bị kết án đã lôi kéo những người có tư tưởng bất mãn với chính quyền Việt Nam để thực hiện các hoạt động phá hoại sự ổn định phát triển của đất nước, gây mất an ninh chính trị, tiến tới lật đổ chính quyền. Bà Lâm Ái Huệ, một người thuộc tổ chức này tự xưng với chức danh là Trung tướng, đã cho RFA biết, tổ chức này chỉ có một mục tiêu duy nhất là muốn giải thể chế độ Cộng sản, lấy lại đất nước Việt Nam bằng đường lối ôn hòa là trưng cầu dân ý. Tiếp đến là tin Hoa Kỳ và Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo về trí thông minh nhân tạo AI. Hội thảo khu vực AI Connect 2 lần đầu tiên tại thành phố Sài Gòn từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 4 do Vụ Không gian mạng và Chính sách số thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Trung tâm Geotech của Hội đồng Đại Tây Dương và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức, với sự tham gia của đại diện từ 15 quốc gia trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Ông Ralph Brands, quyền giám đốc và viên chức cao cấp tại Trung tâm Geotech thuộc Hội đồng Đại Tây Dương, nhận định sự kiện không chỉ là một bước ngoặt trong việc khuyến khích phát triển trí thông minh nhân tạo AI có trách nhiệm, mà còn là một nền tảng quan trọng để giải quyết những thách thức phức tạp về chính sách và thực thi AI trên toàn khu vực. Hội thảo cũng nhấn mạnh cam kết chung trong việc định hình một tương lai nơi các công nghệ AI được phát triển một cách có trách nhiệm và bao trùm, mang lại lợi ích cho tất cả mọi người trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương và xa hơn nữa. AI Connect 2 được thiết kế để khuyến khích sự quản lý có trách nhiệm của công nghệ AI theo các nguyên tắc AI của OECD và giúp những quốc gia thu nhập thấp và trung bình, hay gọi là AMICS, từ các nước Đông Nam Á tham gia hiệu quả hơn và các cuộc trò chuyện toàn cầu về chính sách AI. 206 tỷ đô la kiều hối đã đổ về Việt Nam kể từ năm 1993. Theo thống kê từ Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, lượng kiều hối về Việt Nam từ năm 1993 đến hết năm 2022 đạt trên 190 tỷ Mỹ Kim, gần bằng lượng vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp FDI giải ngân trong cùng kỳ. Nếu tính cả năm 2023 thì lũy kế đạt khoảng 206 tỷ Mỹ Kim. Có hơn 5 triệu 300 ngàn người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có khoảng 2 triệu 300 ngàn người có liên hệ với thành phố Sài Gòn. Do vậy, kiều hối chuyển về Sài Gòn luôn chiếm tỷ lệ cao trong tổng số kiều hối của cả nước. Năm 2023, kiều hối chảy về Việt Nam ước đạt khoảng 16 tỷ Mỹ Kim, riêng thành phố Sài Gòn là khoảng 9 tỷ 460 triệu Mỹ Kim, tăng 43.3% so với năm 2022, cao gấp 3 lần so với nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Trong quý 1 năm nay, kiều hối về thành phố Sài Gòn tiếp tục lập kỷ lục mới đạt gần 2 tỷ 900 triệu Mỹ Kim, tăng 35.4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp theo là tin thành phố Sài Gòn siết chặt việc mua bán ngoại tệ. Ngày 23 tháng 4, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Sài Gòn có công văn gửi các cơ quan hữu trách về việc tăng cường tuyên truyền các quy định thu đổi ngoại tệ, mua bán ngoại tệ. Theo Ngân hàng Nhà nước, nhu cầu thu đổi ngoại tệ, mua bán ngoại tệ của khách quốc tế, khách du lịch và của người dân vẫn thường xuyên có nhu cầu phát sinh gia tăng. Việc quản lý hoạt động đại lý thu đổi ngoại tệ, mua bán ngoại tệ trên địa bàn được các cơ quan chức năng phối hợp quản lý. Việc này để tiếp tục bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động ngoại hối, ngăn chặn các tổ chức, cá nhân thực hiện việc mua bán ngoại tệ tự do trái quy định pháp luật. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Sài Gòn khuyến cáo người dân khi có ngoại tệ tiền mặt
được quyền bán cho các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức kinh tế được phép hoạt động, đại lý đổi ngoại tệ đã được ngân hàng nhà nước cấp giấy chứng nhận đại lý đổi ngoại tệ theo diện hành. Hàng chục cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc bị kỷ luật. Ngày 24 tháng 4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát thông báo cho biết kỳ họp 40 diễn ra 2 ngày, 23 và 24 tháng 4 đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và đề nghị thi hành kỷ luật với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định cảnh cáo đảng đoàn, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026. Hàng chục cán bộ cũng bị cảnh cáo gồm các ông Nguyễn Văn Trì, nguyên chủ tịch tỉnh, Nguyễn Bá Huy, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, Đinh Ngọc Khoa, hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân, nguyên giám đốc Công an tỉnh, Vũ Chí Giang, phó chủ tịch tỉnh, Nguyễn Kim Khải, nguyên phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng một loạt các vị giám đốc sở của tỉnh Vĩnh Phúc. Các sai phạm xảy ra khi thực hiện một số dự án đầu tư, trong đó có dự án do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế tức AIC, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện. Bên cạnh đó là tin Việt Nam trở thành quốc gia xuất cảng gạo lớn nhất vào thị trường Singapore. Theo tin tức từ Thương vụ Việt Nam tại Singapore, quý 1 năm 2024, lần đầu tiên Việt Nam trở thành quốc gia xuất cảng gạo lớn nhất vào thị trường Singapore. Hiện chiếm hơn 32% thị phần, kim ngạch xuất cảng gạo Việt sang Singapore đạt cao hơn so với Ấn Độ 6.96% và Thái Lan 8.28%. Cụ thể, trong 3 tháng đạt kim ngạch 36.15 triệu đô la Singapore, tăng gần 81% so với cùng kỳ năm 2023. Cộng gộp cả Việt Nam, Thái Lan và Ấn Độ là 3 nước xuất cảng gạo hàng đầu, chiếm 91.21% thị phần gạo tại thị trường Singapore. Đáng chú ý, các doanh nghiệp Việt Nam đã mở rộng thành công danh mục sản phẩm xuất cảng sang các mặt hàng khác như gạo nếp và gạo thơm xay xát hoặc tróc vỏ. Bên cạnh mặt hàng thế mạnh truyền thống của Việt Nam là gạo tẻ trắng, hai nhóm hàng khác là gạo nếp và gạo thơm xay xát hoặc tróc vỏ cũng vươn lên chiếm lĩnh phần thị phần tại thị trường này. Hiện nay, Thái Lan, Ấn Độ và Nhật Bản đang là những đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Việt Nam trên thị trường gạo Singapore. Giúp bà Việt Kiều Mỹ đập xe hơi tình địch với giá 10 triệu đồng, hai ông ở Đà Nẵng lãnh án tù. Báo VN Express đưa tin Nhật và Nam nhận 10 triệu đồng từ một phụ nữ Việt Kiều để xịt sơn đập phá xe hơi của vợ người tình, cho nên đã nhận những bản án thích đáng. Theo đó, vào ngày 23 tháng 4, Lê Văn Sinh Nhật, 49 tuổi, trú ở quận Sơn Trà, đã bị Tòa án Đà Nẵng tuyên 4 năm 6 tháng tù. Nguyễn Quang Nam, 29 tuổi, trú ở quận Cẩm Lệ, 4 năm tù, cùng về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo cáo trạng, vào ngày 9 tháng 9 năm 2023, nhận được một cuộc gọi qua mạng xã hội từ một phụ nữ 46 tuổi Việt Kiều Mỹ, kể quan hệ tình cảm với người đàn ông ở quận Sơn Trà nhưng bị vợ ông ta phát hiện, nhắn tin chửi bới. Nữ Việt Kiều thuê Nhật đập phá xe hơi của vợ tình nhân. Ngày hôm sau, bà gửi hình ảnh xe, bản số và chỉ vị trí xe đậu cho Nhật. Thế là Nhật rủ Nam cùng tham gia. Rạng sáng 17 tháng 9 năm 2023, Nhật chở Nam trên xe máy mang hai bình xịt sơn đến chỗ xe hơi đậu ở đường Hồ Sĩ Tân, Dầu Hoa Lư, quận Sơn Trà để xịt sơn rồi bỏ về. Nhật báo tin cho nữ Việt Kiều nhưng bà không đồng ý, yêu cầu phải đập phá xe và hứa xong việc sẽ cho Nhật Nam mỗi người 10 triệu đồng. Nhật đồng ý. Hai đàn ông lấy búa quay lại chỗ xe, đập vỡ kính chắn gió phía sau, kính lái và kính hai bên cửa. Nữ Việt Kiều sau đó chuyển cho Nhật 10 triệu đồng. Số tiền còn lại là 10 triệu thì bà xin nợ. Nhật chia cho Nam 5 triệu đồng. Tại tòa, Nhật khai có mối quan hệ họ hàng với nữ Việt Kiều. Bị cáo phạm tội vì tham tiền và quá tin tưởng lời của bà này, nói có góp tiền mua chiếc xe đó. Nam nói biết đi phá hoại tài sản là sai, nhưng nghe Nhật hứa cho tiền cho nên đồng ý. Nhật có tiền án xấu với 6 lần vào tù với các tội danh trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Với nữ Việt Kiều là bà Nguyệt chưa rõ lai lịch, công an đã tách vụ án để điều tra tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Khi bắt giữ sẽ xử phạt sau. Quý vị vừa theo dõi phần tin Việt Nam. Sau một vài giây phút giới thiệu các cơ sở thương mại, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần tin Hoa Kỳ.
Phần tin Việt Nam được bảo trợ bởi ChaCha POS, công ty chuyên về máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. Xin gọi Châu Bá Thông 415-335-2000. Kết thúc phần tin Việt Nam, chúng tôi xin tạm dừng bản tin trong giây lát và sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ cùng các bản tin chính như sau. Hoa Kỳ đang chuẩn bị số vũ khí lên tới 1 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine. Thượng viện thông qua dự luật buộc công ty mẹ của TikTok phải bán mạng xã hội này, nếu không sẽ đối diện lệnh cấm. Quý vị nào là chủ nhà hàng, chủ tiệm nails, chủ cơ sở thương mại muốn cài đặt hệ thống máy lấy order, máy credit card, máy ATM, hãy tham khảo hệ thống máy lấy thẻ của anh Châu Bá Thông. Anh Châu Bá Thông hiện giờ có chương trình khuyến mãi giá thấp và cho quý vị mượn máy lấy thẻ miễn phí và không cần hợp đồng. Anh Châu Bá Thông còn có máy POS, iPad, tablet lấy order tại bàn, rất thích hợp cho nhà hàng và tiệm nails. Xin gọi Châu Bá Thông 415-335-2000 để biết thêm chi tiết và những ưu đãi.